Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Trong 24 giờ hàng ngày, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được cập nhật trên kênh. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án. Thưa quý vị, báo chí đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai qua việc thực hiện những dự án chất lâm sàng, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm. Ví dụ như trên báo chí có các bài viết như chôn tiền tỷ vào đất rồi bỏ hoang, cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng, dự án khu du lịch 100 tỷ đồng nhếch nhác bỏ hoang suốt 9 năm, giữa thủ đô bỏ hoang đất vàng gần 20 năm. Những thông tin hình ảnh được báo chí ghi nhận và phản ánh làm cho chúng ta đau lòng, phẫn nộ. Những mảnh đất bỏ hoang đó, những công trình phơi nắng mưa suốt năm này qua tháng khác, đó là tài nguyên, là tài sản của toàn xã hội, của đất nước. Những dự án chất lâm sàng lên tới bàn họp Quốc hội. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24 tháng 3, riêng vấn đề lãng phí đất đai do dự án treo, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chỉ thẳng, có những đô thị 10 năm rồi mà chỉ có một nhà còn lại toàn cỏ mọc đầy không nhúc nhích tí gì. Không ở đâu xa, ngay ở Mê Linh, Hà Nội đây thôi. Nếu đoàn giám sát muốn có thể tới xem. Làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động giám sát của Quốc hội. Ngày 13 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn hecta đất dự án treo. Chủ tịch Vương Đình Huệ nhận định, những chuyển động như vậy cho thấy tác động lan tỏa của hoạt động giám sát không chỉ là chuyển động trong ý thức mà còn cả trong hành động. Dự án treo đang treo khắp các địa phương có nhiều nguyên nhân, ví dụ như thiếu vốn, khó khăn trong giải tỏa đền bù, nhưng phần lớn là doanh nghiệp làm dự án xí đất, vẽ hiêu vẽ vượn để tung lên thị trường bán cổ phiếu, còn thực hiện thì không. Hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ còn có tác động đến các địa phương và chắc chắn nhiều dự án treo sẽ được thu hồi. Tuy nhiên, để không còn xảy ra những dự án vẽ vời trên trời để phục vụ quyền lợi của các nhóm lợi ích, thì phải làm rõ trách nhiệm của những ai đặt bút xuống ký, cấp phép cho những dự án đó. Những ai có trách nhiệm thẩm định dự án, cấp phép cho nhà đầu tư, nhưng để dự án treo không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm. Chỉ có xử lý thẳng tay người có trách nhiệm để xảy ra dự án treo, ít nhất là cách chức, thì mới dẹp được những dự án làm nghèo đất nước. Quy hoạch bến xe khách ở Hà Nội. Sau di rời, làm gì với đất vàng? Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định số 1218 phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các bến xe hiện có trong khu vực đường Vành Đai 3 gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm được tạm thời giữ lại tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ và chỉ nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất của bến xe trên cơ sở quy mô hiện có. Về lâu dài, sẽ được thay thế bằng các bến xe theo quy hoạch tại khu vực lân cận đường Vành Đai 3, bến Đông Anh, bến Cổ Bi và Vành Đai 4, bến Nội Bài, bến Phùng, bến phía Nam. Quỹ đất các bến xe khách hiện có này sẽ được chuyển chức năng ưu tiên cho nhu cầu phục vụ giao thông công cộng và giao thông đô thị, bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Trong giai đoạn trung hạn, xây dựng bến Yên Sở, diện tích khoảng 3,2 ha theo dự án đầu tư được duyệt. Trên thực tế, đã có nhiều bến xe Hà Nội xóa sổ nhưng quỹ đất lại không dành cho giao thông đô thị. Trước đây, việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Khoái, một phần nguyên nhân được cho là do bến xe Lương Yên. Thế nhưng, trên thực tế, khi bến xe này đã được xóa bỏ thì tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục xảy ra. Cụ thể, năm 2016, bến xe Lương Yên được quyết định di rời sau 12 năm tồn tại. Thời điểm đó, người dân địa phương khá vui mừng vì cho rằng sẽ sớm thoát khỏi cảnh tắc đường, thoát cảnh nhốn nháo do việc bắt trả khách. Thế nhưng thời gian sau đó, khu đất đã được điều chỉnh xây dựng 3 tháp nhà ở cao tầng tiếp tục gây thêm ách tắc giao thông khu vực. Tương tự, bến xe Hà Đông do tỉnh Hà Tây cũ quản lý cũng đã ngừng hoạt động để xây dựng chung cư cao tầng. Thay thế là bến xe Yên Nghĩa nằm cách đó khoảng 4 km, rộng 7 ha và được đầu tư chừng 80 tỷ đồng. Với diện tích rộng, cơ sở vật chất hiện đại, đây được coi là bến xe khách lớn nhất miền Bắc. Nhưng sau nhiều năm đi vào hoạt động, bến xe Yên Nghĩa vẫn vắng vẻ, điều hưu vì nằm ở đường Vành Đai 4, xa trung tâm. Trao đổi với báo chí, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, dù có quy hoạch lại, xây mới bến xe bên ngoài thì vẫn phải giữ lại bến trong nội đô.
Nếu đẩy các bến xe ra ngoài, người dân nội thành muốn đi các tỉnh sẽ phải đi lại, di chuyển bằng xe cá nhân, xe taxi. Như vậy, các phương tiện đi lại trong nội đô chỉ có gia tăng, chứ chẳng giảm đi, ngược với đề án hạn chế phương tiện cá nhân. Do vậy, Hà Nội không nên đưa toàn bộ các bến xe liên tỉnh ra vành đai 4 mà cần có kết nối phù hợp tuyến cố định với khu vực tiệm cận trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Song song với việc xây thêm các bến xe mới, Hà Nội cần quy hoạch giữ ổn định các bến xe liên tỉnh hiện có nằm từ vành đai 3 trở ra, bến xe Mỹ Đình, nước ngầm, đồng thời nâng cấp hiện đại hóa các bến xe này như áp dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, điều hành bến, tổ chức hiệu quả việc phân luồng giao thông, xem xét nâng cấp thành bến xe nhiều tầng, đảm bảo phục vụ phù hợp nhu cầu đi lại của nhân dân. Theo ông, nếu theo quy hoạch này, người dân ngoại tỉnh muốn vào trung tâm thủ đô thì sau khi đi xe khách liên tỉnh đến các bến xe sẽ phải di chuyển quãng đường từ 20 đến 30 km bằng các phương tiện công cộng hoặc cá nhân. Điều này gây khó khăn cho người dân hơn là sự thuận lợi. Ông Tạo nói, trước khi tính đến việc quy hoạch, xây dựng thêm các bến xe mới thì thành phố cần nâng cấp các bến xe hiện có. Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, giải pháp này không những không giúp địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông mà còn gây lãng phí xã hội, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Cụ thể, nếu 4 bến xe ở Hà Nội chuyển ra ngoại thành, hành khách sẽ phải sử dụng tới hàng nghìn phương tiện các loại trên ngày để đi và đến các bến xe. Việc này làm tăng mật độ giao thông trong đô thị và gây ùn tắc giao thông, thậm chí có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không những thế, việc đẩy bến xe ra xa trung tâm còn tạo điều kiện cho xe dù, bến cóc phát triển. Do chi phí từ nhà đi đến bến xe nhiều hơn chi phí tuyến chính, nhất là khi giao thông công cộng hiện tại không tốt và trong tương lai gần, chúng ta cũng chưa đủ kinh phí để đầu tư đồng bộ. Về sự lãng phí xã hội, giả sử Hà Nội đưa bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình về nơi cách các bến xe hiện nay 7 đến 12 km, với lượng khách trung bình 120.000 lượt người trên ngày, tổng chi phí di chuyển của hành khách đi và đến các bến xe Hà Nội sẽ cực kỳ tốn kém. Cùng quan điểm, chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho biết, việc quy hoạch đưa tất cả các bến xe ra khỏi nội đô là trái với xu hướng thế giới, gây bất tiện cho người dân. Ông cho rằng nên giữ nguyên vị trí các bến xe hiện nay. Quỹ đất dành cho giao thông rất ít, đây là nguyên nhân cơ bản khiến vấn nạn ùn tắc và tai nạn giao thông ngày càng trầm trọng. Đặc biệt, cần phải ngăn chặn ý đồ muốn tận dụng các vị trí đắc địa của các bến xe hiện nay để xây dựng các khu nhà cao tầng. Đã có nhiều mảnh đất vàng dành cho giao thông đã biến thành các chung cư, khách sạn, nhà hàng. Dẫn chứng trường hợp bến xe Lương Yên ngay sau khi di rời, hàng loạt tòa nhà cao tầng mọc lên. Ông Thủy cho rằng, thành phố cần xem lại quan điểm quy hoạch. Việc xây dựng hàng loạt nhà cao tầng trên những diện tích được di rời thì không hạ tầng nào gánh nổi và việc ùn tắc là điều đương nhiên. Ngoài ra, ở khu vực phía Nam đã có bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, nhưng nay lại đồng ý cho xây thêm bến xe Yên Sở. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc lại gần như vắng bóng bến xe từ khi bến xe Lương Yên bị xóa sổ. Đặc biệt, khu vực này đi nhiều tỉnh lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, nhưng lại chỉ có bến xe Gia Lâm với diện tích rất nhỏ, chỉ đủ cho nhu cầu đậu xe buýt. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ hủy buổi giám sát do bị xem thường. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành buổi giám sát về kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống COVID-19 cùng một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ phòng chống dịch. Các sở ngành nhận thư mời gồm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính. Theo kế hoạch, buổi giám sát được bắt đầu từ 8 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, thời điểm trên, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cùng Sở Y tế đã không có mặt. Ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bố hủy bỏ buổi giám sát. Lý do được đưa ra là các sở ngành không cử lãnh đạo tới dự theo thư mời đã gửi trước. Ngoài ra, đoàn giám sát cũng chưa nhận được báo cáo chính thức theo đề nghị. Ông Cao Thanh Bình nói, việc tổ chức giám sát nhằm làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc và hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Có lẽ các sở ngành coi việc giám sát này không quan trọng và xem thường đoàn giám sát. Trưởng đoàn giám sát thông tin thêm, việc hủy bỏ buổi giám sát được đưa ra sau khi thành viên đoàn đã hội ý và thống nhất. Sự vụ hôm nay sẽ được báo cáo lên Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với báo chí sau khi quyết định hủy bỏ buổi giám sát được đưa ra, ông Cao Thanh Bình đã gửi lời cáo lỗi, bởi trước đó đoàn giám sát đã mời các cơ quan báo chí cùng tham dự. Trưởng Ban Văn hóa Xã hội cho rằng, nếu việc giám sát không có sự tham dự của lãnh đạo của đơn vị sẽ không đạt được hiệu quả đề ra. Trước đó, để phục vụ buổi giám sát, từ ngày 12 tháng 4,
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời khẩn tới Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế, Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Tài chính, Nội vụ. Các sở được yêu cầu chuẩn bị 25 bộ báo cáo có nội dung liên quan, chủ đề giám sát nhằm phục vụ đoàn giám sát. Để đồng lương không còn hụt hơi, dượt theo giá cả. Thưa quý vị, chỉ sau 2 phiên đàm phán, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất với mức tăng 6% so với hiện tại. Lương tối thiểu được hiểu là mức sàn trả cho người lao động nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu. Hiện vùng 1 có lương tối thiểu là 4,42 triệu đồng trên tháng, vùng 2 là 3,92 triệu đồng trên tháng, vùng 3 là 3,43 triệu đồng trên tháng và vùng 4 là 3,07 triệu đồng trên tháng. Kết quả đàm phán lương tối thiểu vùng đợt này đã tạo bất ngờ về thời điểm đề xuất tăng từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 thay vì mùng 1 tháng 1 năm 2023. Thời gian áp dụng mức lương mới theo đó cũng sẽ dài hơn 6 tháng so với thông lệ. Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, điều dễ nhận thấy trong đợt đàm phán này là sự đồng thuận cao giữa các bên về nhu cầu cần tăng lương tối thiểu vùng sau một thời gian ngủ đông dài 2 năm qua. Điều này khác hẳn so với các phiên đàm phán lương tối thiểu trong những năm trước đây. Khi đó, chỉ riêng về việc có nên điều chỉnh lương tối thiểu hay không thì quan điểm của các bên cũng đã có khoảng cách tương đối lớn. Trước đó, trong năm 2020-2021, do ảnh hưởng của COVID-19 nên lương tối thiểu vùng 2021 đã không tăng và được thực hiện theo mức lương công bố tại Nghị định 90. Thực tế, sau hơn 2 năm hoành hành, đại dịch COVID-19 làm lộ rõ hơn hố sâu khoảng cách giàu nghèo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là điều mà ai cũng có thể nhận thấy. Các chính phủ đều đang phải loay hoay với bài toán giải quyết thất nghiệp, cải thiện mức sống của người lao động trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng. Trong khi chi phí sống đang ngày một đè nặng lên đời sống người lao động hậu đại dịch, thì việc tăng lương tối thiểu vùng càng sớm càng thiết thực, có ý nghĩa. Điều này thể hiện được tính nhân văn, bám sát thực tiễn cuộc sống của chính sách với đời sống nhân dân, nhất là bộ phận thu nhập thấp đến trung bình thấp. Nếu được thông qua, lương tối thiểu mới sẽ tăng ở mức 180.000 đến 260.000 đồng. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, so với kỳ vọng của Tổng Liên đoàn thì mức tăng chưa đạt được như đề xuất. Ở góc độ này, người lao động đã thể hiện sự chia sẻ của họ với những khó khăn mà doanh nghiệp đang trải qua. Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, chúng tôi chia sẻ về khó khăn của nhiều doanh nghiệp, nhưng sức chịu đựng của người lao động cũng đã đến ngưỡng. Như vậy, điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là tất yếu, không thể chậm trễ cũng không thể thấp hơn. Lương tối thiểu vùng tăng 6%, trong khi lạm phát kiểm soát dưới 4%, có thể nói là mức tạm chấp nhận được. Để đồng lương của người lao động không còn phải mải miết rượt đuổi theo giá cả. Việc tăng lương tối thiểu vùng một cách đồng thuận còn phát đi thông điệp về việc thị trường lao động sẽ cần nâng cao về chất lượng và lao động giá rẻ sẽ dần không còn là một trong những ưu thế mà Việt Nam coi là điểm tựa để cạnh tranh, thu hút đầu tư. Nói cách khác, người lao động sẽ phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để tương xứng với mức lương nhận được. Đây là bước chuyển biến cần thiết để kinh tế tăng trưởng về chất song song với lượng. Đương nhiên, bài toán muôn thuở khi phát tín hiệu tăng lương chính là kiểm soát đà tăng giá cả, tránh trường hợp té nước theo mưa, lương chưa tăng mà giá đã tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực cải thiện đời sống cho người lao động. Dự án gần 2.000 tỷ làm 13 năm vẫn dang dở ở Hà Tĩnh. Thưa quý vị, dự án khu công nghiệp và khu đô thị Phú Vinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2010. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh làm chủ đầu tư với nguồn vốn gần 92 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 232 ha tại các phường Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương. Theo quyết định phê duyệt, khu đô thị Phú Vinh sẽ được đầu tư với nguồn vốn khoảng 68,2 triệu USD, tương đương khoảng 1.450,6 tỷ đồng, diện tích 25 ha. Thời gian hoàn thành dự án trong vòng 3 năm kể từ khi được bàn giao đất. Cụ thể từ quý 2 năm 2010 đến quý 4 năm 2012, thi công san nền, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật khu đô thị trên diện tích 20 ha. Từ quý 3 năm 2020, triển khai thi công tòa nhà khách sạn 12 tầng và hoàn thành vào quý 4 năm 2012. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 10 năm dự án mới chỉ hoàn thành phần thô của khách sạn 4 sao. Các hạng mục khác cũng đều đang thực hiện dở dang như san lấp mặt bằng đạt khoảng 50% khối lượng, xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ đạt khoảng 50%. Còn 9 hạng mục tại khu đô thị chưa được đầu tư xây dựng như tổ hợp văn phòng thương mại, siêu thị thương mại, khu chung cư gồm 6 block,
biệt thự vườn, khu du lịch, nhà hàng, khu thể dục thể thao, khu trồng cây xanh. Còn đối với dự án khu công nghiệp Phú Vinh, sẽ thực hiện trên diện tích 207 ha với nguồn vốn 23 triệu USD, tương đương khoảng 439,3 tỷ đồng. Theo yêu cầu, trong vòng 3 năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục và kêu gọi nhà đầu tư thuê hạ tầng và lấp đầy dự án. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn điều hưu, chỉ mới thu hút được 7 nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó có 2 dự án đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất cho thuê khoảng 20,5 ha. Ngoài ra, còn 2 hạng mục chưa được thi công, gồm san lấp mặt bằng đối với lô đất trồng cây xanh, diện tích 9,42 ha và khu đất thương mại dịch vụ diện tích 3,21 ha. Mặc dù chậm tiến độ, nhưng chủ đầu tư dự án khu công nghiệp và khu đô thị Phú Vinh với nguồn vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, chỉ bị phạt 60 triệu đồng. Việc xử phạt này được Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 do không đầu tư theo đúng nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Trần Đệ, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý đã thường xuyên phối hợp, hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc chỉ đạo nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, do khu kinh tế không phát triển như kỳ vọng nên các nhà đầu tư chưa mặn mà. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh lý giải, từ năm 2014 đến nay, tại khu kinh tế Vũng Áng xảy ra nhiều sự việc như sự cố môi trường biển, dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển cũng như môi trường đầu tư tại vùng kinh tế này. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhà đầu tư chưa thực sự quyết tâm cũng là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ kéo dài. Cũng theo ông Đệ, đối với dự án khu công nghiệp Phú Vinh về lâu dài, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh này cho phép nhà đầu tư gia hạn tiến độ sử dụng đất, điều chỉnh tiến độ thực hiện để tiếp tục triển khai dự án theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai.